Xin chào các bạn. Sau khi mình bán khá nhiều các đồng hồ web các bạn ha, thì rất nhiều bạn email hay là nhắn tin Zalo hỏi mình cách chỉnh đồng hồ. Thì mà để dễ dàng cho các bạn thì hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn chỉnh cái giờ, thứ ngày tháng chính xác trên cái đồng hồ web mà chỉ có một cái nút chỉnh giờ này thôi các bạn ha. Cái này cũng rất là dễ và đơn giản thôi. Đó, chúng ta sẽ để ý này, web nó sẽ có ở cái mẫu này ha. Một số mẫu khác cũng vậy thôi, nó sẽ có cái thứ nhất là giờ phút giây bình thường rồi các bạn ha, chúng ta sẽ có cái thứ này, cái ngày này và cái giờ 24 rồi các bạn. Rồi thì thứ nhất đầu tiên là chúng ta sẽ kéo hết nấc cái đồng hồ này ra các bạn nhé, kéo hết nấc ra, chúng ta sẽ chỉnh được giờ phút và thứ đó. Ví dụ mình sẽ chỉnh vào cái giờ 24 này luôn các bạn ha, ví dụ mình đang chỉnh đó, nó về 12 giờ đêm rồi các bạn ha, và nó sẽ nhảy. Đó, cái kim thứ nó sẽ nhảy ra ngày tiếp theo này các bạn. Đó, các bạn nhớ ha. Chúng ta có cái giờ 24 này này để chúng ta canh chúng ta có chỉnh đúng giờ hay không. Đó, nó qua cái ngày thứ 5 này các bạn. Đó ha, ví dụ chúng ta sẽ chỉnh đó. Đó, chúng ta cứ chỉnh như vậy ha, chúng ta sẽ được đi đó, các bạn thấy giờ 24 nó xoay các bạn ha. Đó. Rồi, đến 12 giờ đêm này. Đó, chúng ta qua cái 12 giờ đêm này. Nó sẽ nhảy cái ngày thứ 6 này các bạn. Đó là cái kim thứ bắt đầu nó nhảy không? Đó, đến ngày thứ 6 các bạn ha. Đó, đến ngày thứ 6. Rồi. Và đây đang là buổi sáng các bạn ha. Đó, 9 giờ sáng. Đó. Đó, kim 24 giờ nó sẽ như vậy ha, để chúng ta sẽ biết. Rồi, sau khi chúng ta chỉnh được cái giờ và cái thứ đúng theo ý muốn của chúng ta rồi thì chỉnh cái ngày là sao các bạn? Nếu mà chúng ta cứ xoay xoay chỉnh giờ phút như vậy á, thứ như vậy thì nó sẽ nhảy không đúng với ngày của chúng ta đâu. Rồi, sau khi chỉnh được cái giờ và cái thứ, cái phút ha, đúng theo theo cái lịch hiện tại rồi, chúng ta ấn lại ha, chúng ta sẽ kéo thêm một nấc nhẹ nữa các bạn. Đó, cái kim dây nó chạy lại rồi ha, chúng ta sẽ kéo một cái nấc nhẹ này nữa này. Đó, đó kim dây vẫn chạy ha, và nhớ kéo nhẹ một nấc đây ha, chúng ta chỉnh ngược chiều kim đồng hồ đó thì các bạn thấy cái ngày của nó nhảy đó bạn, nó rất là dễ. Ví dụ hôm nay là ngày 31 ha, chúng ta sẽ chỉnh về 31, mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5. Đó, chứ các bạn mà chỉnh giờ, phút, thứ là cái ngày này không bao giờ ba cái này chạy cùng một lúc đâu các bạn, nên hãng nó phải nghĩ ra một cái cách khác để chỉnh ngày các bạn ha. Đó, rất là đơn giản. Đó, chúng ta quay ngược chiều kim đồng hồ là cái kim ngày nó sẽ chạy. Đó là cách chỉnh giờ của đồng hồ web các bạn ha. Khi mà chúng ta chỉ có một cái núm chỉnh giờ ở đây như vậy thì các bạn lưu ý ha, chúng ta kéo hết cỡ ra để chỉnh giờ phút giây với lại cái thứ theo ý muốn của chúng ta, sau đó chúng ta đóng lại, chúng ta kéo nhẹ một cái nấc nữa lên đó, chúng ta sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ để chúng ta chỉnh cái ngày, rất là đơn giản các bạn ha. Rồi, bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng để các bạn có những cái nhìn đầu tiên vào các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.